Diễn viên hài Hữu Tính chuẩn bị hầu tòa, đối diện mức án 15 năm tù. Thông tin diễn viên hài Hữu Tính chuẩn bị được đưa ra xét xử đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Giữa năm 2022, khán giả bất ngờ trước thông tin diễn viên hài Hữu Tính bị bắt quả tang vì sử dụng chất cấm tại nhà. Cho đến mới đây, sau thời gian điều tra và củng cố hồ sơ, Tòa án Nhân dân quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đã ấn định ngày xét xử diễn viên Hữu Tính. Theo đó, phiên tòa xét xử diễn viên hài Hữu Tính dự kiến sẽ được mở vào ngày 28 tháng 4 với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Diễn viên Hữu Tính sẽ đối diện với mức án từ 7 đến 15 năm tù. Diễn viên hài Hữu Tính bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 2009 khi được nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nhận vào sân khấu kịch Phú Nhuận. Tuy nhận được đồng lương ít ỏi do mới vào nghề nhưng anh vẫn quyết tâm với đam mê và con đường mình đã chọn. Sự nghiệp của diễn viên hài Hữu Tính được đông đảo khán giả hơn khi tham gia một cuộc thi hài nổi tiếng. Tại đây, nam diễn viên hài trên cương vị trưởng nhóm đã chinh phục ban giám khảo lẫn khán giả qua từng vòng thi. Tiểu phẩm đến vắng của nhóm sau đó đã gây được tiếng vang trên mạng xã hội. Ngôi vị quán quân tại cuộc thi hài cũng đưa diễn viên Hữu Tính nói riêng lẫn các thành viên trong nhóm nói chung lên như diều gặp gió. Sau cuộc thi, diễn viên Hữu Tính tiếp tục gây ấn tượng bởi các vai diễn trong Ai Chết Giơ Tay, Nhà Không Bắn. Bên cạnh đó, diễn viên hài Hữu Tính cũng phủ sóng truyền hình khi xuất hiện trong các game show, sự kiện giải trí. Thế nhưng thay vì tập trung phát triển sự nghiệp, diễn viên hài Hữu Tính lại lao vào sa ngã dẫn đến việc cánh cửa nghệ thuật dường như sẽ đóng sập với anh.